bài giới thiệu về quyển sách Máy Ấm Gia Đình của tác giả Huỳnh Văn Sơn. Quyển sách có kích thước là 12x20cm và tổng số trang là 186 trang. Đặc biệt sách gồm 4 phần: phần 1 hồn lửa gia đình, phần 2 hôn nhân bền vững, phần 3 tắt mạch thế giới con trẻ, phần 4 bố mẹ ơi con muốn. Kính thưa thầy cô và các mẹ, gia đình là số 1 yêu thương dành cho mọi người. Gia đình là nơi chúng ta có tiếng khóc vào đời, lớn lên và trưởng thành. Chính vì vậy, gia đình đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với mọi người. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình mình cũng không chỉ là niềm vui, mà còn thể hiện của tài xã hội. Việc xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những ước mong lớn nhất của mọi người để xây dựng gia đình hạnh phúc. Không chỉ phụ thuộc vào từng cá nhân riêng lẻ mà đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của tất cả các thành viên cùng với sự hội nhập và tiến bộ của xã hội. Cuộc sống con người ngày càng nâng cao, điều kiện chăm sóc sức khỏe và tinh thần ngày càng tốt hơn. Đó cũng vừa là cơ hội, vừa là thử thách đối với quá trình xây dựng một tổ ấm, một gia đình hạnh phúc. Để gia đình mới là điều tượng của các thành viên, trước sân khấu cuộc đời, mỗi người trong cuộc phải thực sự hiểu về mọi mặt như tính cách, nhu cầu. Trên cơ sở đó, có thể chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Gia đình là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên, giúp các thành viên ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình. Đó cũng là việc xây dựng một gia đình hạnh phúc không? Và mọi chắc chắn, người đọc đã có không hiểu biết thêm về đặc điểm quy luật tâm lý diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa các thành viên. Trên cơ sở đó, sách góp phần giúp các bạn trẻ có những góc nhìn toàn diện hơn trong việc định hướng và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Máy Ấm Gia Đình là cuốn sách hay và hữu ích không chỉ đối với học sinh giáo viên mà còn thực sự cần thiết với những bậc phụ huynh.